Hiện bây giờ em đang có mặt tại ấp Dòng Găng, xã Mỹ Thạch, Mỹ Hòa của huyện Ba Chi. Thì em có đến đây để nhận lời ghi hình đăng bán giùm cho cái anh khách ở đây mấy con bò. Và bây giờ em đang tìm nhà của anh để coi cây đến đây anh bán bò gì và cái giá như thế nào. Thì mong là quý cô chú anh chị và các bạn đây, quẹo vô đường này nè, mình đi vô đường này coi thử giá như thế nào. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem, cảm thấy thích muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trong hình nha. Nhà anh thì nói chung là ở trong khúc trong kia đó. Bây giờ đa phần ở đây bà con cô bác chúng ta trồng lúa cũng như là sen trồng cỏ. Chúng ta còn hai bên đường thì nói chung là trồng lúa và cỏ để góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Cái này chuẩn bị làm lỗ lớn hay gì ta? Đi đường điện, đi đường điện hết biết mà. Thôi đường này còng kềnh quá, để khoan vô tổng này quay. Rồi thì có bấm quay chưa? Có bấm quay chưa? Rồi đi bấm đi vừa hàng hai ơi. Đâu tiêu rồi? Thì vô đây coi ảnh chưa bán bò gì. Dạ, anh hai tính bán bò gì đây? Bán hai ghé, hôm rồi có mua cũng lên 3 tháng này. Rồi anh là hai con bò cái bô chim. Đang quét chuồng hả? Bán đi phụ hồ hôm rồi. Ấy thì kẹt câu chuyện rồi. Đi theo đứa em nó mần thầu rồi xung bò bên đây của ai? Của mẹ anh hả? Của bà già. Là của anh đây có hai con thôi. Hai con à, luôn đây 3 tháng rồi nữa. Đây nhà bên kia, nhà anh nhà bên kia hay nhà này? Nhà bên đây à. Nhà bên đây luôn ha. Còn cái chuồng bò ai bán anh? Bò đó của đứa em à. Rồi thì bây giờ anh định bán bò này, là hai bò này là nó được bao nhiêu tháng tuổi à? Bò này cỡ 12 tháng rồi, hôm rồi bắt 3 tháng, họ nói 9 lại nuôi 3 tháng. Là hồi đó mua 9 tháng, giờ là 12 tháng rồi. 12 tháng. Bò này thì em thấy nó cũng muốn gần lên giống. Ờ để sắp lên giống rồi, không nó cũng qua phòng người ta tính cấy rồi, thôi để giống thôi, lứa sao cấy mà. Thế nhỏ cho anh đứng luôn. Đứng bờ nổi. Đừng nóng. Lại thấy mấy anh em lạ vậy. Lại thấy em lạ. Rồi thì bò ở đây thì giờ anh em tới quay phim giùm cho anh ha. Thì sao mà anh biết được số điện thoại của em mà anh gọi? Ngoài có xéo trên mạng đó. Là anh có coi của em rồi ha. Có coi của em rồi cũng biết thì cái này em tới em bán là em không có đem tiền lại mua nha. Có nghĩa là em bắt con bò, nhưng mà có ai muốn mua rồi em sẽ đến em mua con bò, bắt con bò của anh đi giao cho khách hàng xong rồi em mới lấy tiền đem về cho anh. Cũng được, đâu có gì á. Mà anh có biết em ở đâu không mà anh dám ra biết bò chứ thấy tên mạng tên có gì chắc ra công an đúng không? Có gì tới công an biết sợ gì đâu. Thì em đến đây để quay phim giùm cho anh, nói chung là giờ cũng nói chuyện nhẹ, có gì đừng buồn nha. Thì ở đây thì đôi bò này bây giờ anh em mình bước vô cái cuộc nói chuyện thương lượng giá để cho bà con bên đây ta coi ai có nhu cầu mua thì người ta sẽ mua đó. Thì bây giờ ở đây thì anh hai cho em nắm một số thông tin là bò này anh tìm rồi không? Tìm rồi xong hết rồi đó. Là anh tìm cái gì rồi? Tụng với trùng với viêm da nó cục á. Dạ, viêm da nó cục. Rồi thì bây giờ anh định bán cái đồ bò này với cái giá bao nhiêu tiền? Hôm rồi mua 47 triệu. Dạ. Nghe nay bò thì nó cũng hơi sụt rồi, thôi vậy chia lợi vốn mà anh em bắt đầu xài được thì xài. Là mua 3 tháng rồi mà. 3 tháng á. Mua 47 triệu một cặp này. Thì đúng rồi, cái lúc đó là lúc của bò mắc dữ lắm. Thì bây giờ là bán lại giá 47 triệu luôn. 47 triệu chứ còn quá thì không có bớt nghe, lỗ quá trời ăn 3 tháng như quỷ công á. Là giờ nuôi miễn phí đó. Miễn phí giờ cũng như đi phụ hồ rồi. Là giờ là không nuôi nữa mà không đi phụ hồ. Thấy cực quá.
sao mà không chịu, mới đang mua chưa có nuôi chưa có đẻ gì nên tự nhiên hứng lên bán. Trời em bò về thì cái ấy thì lâu lá sao tao đi thiên mạnh ngày kiếm ba tâm khỏe hơn ngày. nói vậy là người ta sao ta dám mua không, bà con ở phương xa ta có điều kiện, còn tao giờ cũng như đi hồ thì nó khỏe hơn. Anh đi làm xa hay sao? Đi làm xa đâu có nhà, phải gần thì đi ấy đâu được. Nói nuôi rồi đi xa mà. Thì bây giờ em cũng nói thiệt là em đến quay phim dùm cho anh, giờ anh nói về giá này giá chốt không thương lượng chốt à. Mà thương lượng nữa chắc cũng anh cũng không bớt à, không bớt đâu, lỗ quá trời đi ba tháng thôi này. Thì thôi mình bắt đầu mình vô cái video ngày hôm nay nha cô chú anh chị các bạn. Thì em sẽ đến ghi hình cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn ta xem trực tiếp. Ở đây có một cái đôi bò cái bô xin chiều cao khoảng gần thước ba bò vàng rúng yếm rồi nè, rất là đẹp luôn, chân móng sò. Ở đây là nhà của anh Hai thuộc về xã Mỹ Chánh phải không Hai? Mỹ Chánh của huyện Ba Tri. Đó, thì đến đây để ghi hình đang bán bò dùm cho anh. Đó, đôi bò này thì gần lên giống rồi ha. À, bắt cái con bò bự nhất anh ơi, bò thẩm này gửi lại á. Đúng rồi. Rồi. Đây thì bây giờ là chốt giá luôn là 47 triệu. Chân móng xương sóc rất là ok. Đó, đôi bò này thì hiện chuẩn bị lên giống nha. Nãy anh nói là 12 tháng tuổi hả anh Hai? 12 tháng tuổi thì vàng rúng yếm, chân móng này sái tích thì nghiêm chỉnh hết á anh. Bò này là chân móng hoàn thiện nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Mặt mày nhóm sừng nha. Đây là vàng lông. Sái chân móng sò, xương sóc to. Cái bò này thì bây giờ anh Hai quyết định bán với giá là 47 triệu là giá cuối cùng. Thì bà con cô bác anh chị nào cảm thấy anh muốn mua thì cứ liên hệ với em. Đây, mặt mày rất là ok luôn. Anh đuổi nó qua cái mềm cái. Mày. Sắp cho nó ngay lại nè, chụp tấm hình. Anh đứng CC luôn, làm tấm hình anh đăng lên cho bà con nó mua. CC lại mé bên kia, anh qua mé bên kia của con bò, đúng rồi. Cho con bò này tắp đít qua. Không, cái con này, đúng rồi. Đó. Khá là ok của chú anh chị các bạn ơi. Bò dình vàng dậu rúng sùng sình ha. Rồi, thì chốt giá luôn là 47 triệu. Cặp bò chuẩn bị lên giống nha, nhịn vàng lông dao. Rất là đẹp luôn nha. Đó, thấy không? Bò này được tiêm ngừa đầy đủ vaccine. Tướng tá thì khỏi chê rồi. Rất là đẹp. Sái nghiêm chỉnh, chuẩn bị lên giống nha. Đây bò này có giá là 47 triệu. Nói hoàn cảnh của anh thì ở đây là phía sau ngôi nhà của anh. Thì anh công việc chính của mình là gì? Phụ hồ. Rồi chị ở nhà có buôn bán gì thêm không? Đi bán hàng bông, không đủ thu nhập rồi bò lâu nuôi lâu á, bán đi mạnh, nuôi dạ. Mấy đứa nhỏ, hôm nay nó vô đại học. Rồi vậy là quyết định là bán được bò này nghỉ nuôi. Nghỉ. Dạ rồi, bò đi này chuẩn bị lên giống nha các chú chị các bạn. Bò này cao cỡ gần thước ba bò, để em đo thử chiều cao cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt được thông tin nhìn của nó ha. Bóng 7 chiều cao là tại phía sơ khu là 1m27 thôi, 26 tại phía sau sân khu là 1m26 và cái giá của đồ bò này có giá là 47 triệu đến triệu. Bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình hoặc là em sẽ cho số điện thoại của anh Hai đó, của chú anh chị bạn có thể hỏi thông tin, nhưng mà cái giá cả anh chắc chắn là không có bớt được rồi của chú anh chị bạn. Đó, thì mình cũng không có ép giá được cái anh Hai này được, tại vì lúc trước ảnh mua cũng là 47 triệu mà ảnh mua này 3 tháng rồi. Mà bây giờ ảnh bán lại giá vốn thì mình đâu có ép giá người ta được. Rồi thì bây giờ em xin tạm biệt và hẹn lại với chú chị của bạn ở video kế tiếp. Nếu mà ai cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những cái video tiếp theo từ kênh của em ha. Giờ em xin kính chào, hẹn lại của chú chị của bạn video kế tiếp.